Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục Nhà đẹp của Mark Home. Ngày hôm nay, Ngọc Huyền sẽ giới thiệu với quý vị một mẫu nhà mái Nhật 2 tầng được Mark Home thiết kế cho gia đình của nhà anh Đức có địa chỉ tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Trước khi vào nội dung chính, tôi xin giới thiệu qua về chương trình ưu đãi hot nhất trong tháng. Giảm giá tới 30% chi phí thiết kế từ 200.000 đồng xuống chỉ còn 145.000 đồng một mét vuông. Miễn phí 100% chi phí thiết kế khi thi công trọn gói, đặt cọc trước nhận chiết khấu ưu đãi, hỗ trợ ký hợp đồng online và có nhân sự thường trực ở các tỉnh thành. Hỗ trợ giám sát từ 3 đến 5 lần khi khách hàng tự thi công, có chuyên gia nước ngoài kiểm định và nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao tới tay khách hàng, hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí và rất nhiều các phần quà hấp dẫn khác khi ký hợp đồng thi công trọn gói trong tháng này. Quay trở lại với mẫu nhà ngày hôm nay, căn biệt thự mái Nhật 2 tầng được hiện lên mang phong cách hiện đại, trẻ trung, khỏe khoắn. Nhìn từ xa, ta thấy được hệ thống cổng và tường bao đồng nhất với ngôi nhà chính. Màu sắc tổng thể của ngôi nhà với chủ đạo là 3 gam màu, màu trắng, xanh, ghi, tạo nên sự pha trộn hài hòa, mang tính thẩm mỹ cao. Ngoại thất của ngôi nhà còn được trang trí với các bồn hoa, chậu cảnh, tạo nên không gian hòa nhập với thiên nhiên. Phần chân tường được ốp bằng đá, không chỉ tô điểm cho ngôi nhà mà còn giúp bảo vệ phần móng tránh bị rêu mốc, nứt vỡ. Toàn bộ sảnh và bậc thềm được ốp bằng đá granite có cường độ chống chịu lực cao. Nâng đỡ cho hệ mái Nhật là hệ thống cột trụ lớn vuông vức với phần chân cột được ốp gạch cho ngôi nhà của chúng ta thêm khỏe khoắn và bề thế. Các đèn dọi chiếu sáng được bố trí dưới phần mái và trên các cột giúp cho ngôi nhà thêm nổi bật vào ban đêm. Cửa chính được làm bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi với pano kính chạy xung quanh. Gỗ lim Nam Phi có đặc tính chống mối mọt, ít cong vênh, phần gỗ đẹp, giá thành lại rẻ nên được rất nhiều chủ đầu tư yêu thích. Toàn bộ hệ thống cửa phụ, cửa sổ được làm bằng nhôm kính sinh pha. Loại cửa này rất chắc chắn với kính cường lực cao cấp, không chỉ giúp cho không gian rộng hơn mà còn cung cấp được ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà. Chiều ngang của công trình 9,2m và chiều sâu 13,4m. Ngôi nhà có diện tích 123m2 một sàn, tổng diện tích 2 sàn 246m2. Nhìn vào bản vẽ hồ sơ kỹ thuật, ta thấy từ cổng bước thẳng phía trong chính là một gara để xe rộng 18,5m2. Gara này thì có thể để vừa một ô tô và rất nhiều xe máy. Với việc để gara thẳng cửa chính sẽ giúp chúng ta có thể là mang xe ra một cách dễ dàng hơn. Phòng khách rộng 29,5m2, ở đây được trang bị một bộ bàn ghế sofa lớn để gia chủ có thể thoải mái tiếp khách và một kệ để tivi đối diện đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí cho cả gia đình. Phần trần được sử dụng bằng trần thạch cao kết hợp với hệ thống đèn LED, đèn downlight sẽ góp phần tô điểm cho không gian nhà thêm đẹp mắt. Các kiến trúc sư cũng thiết kế thêm một cửa sổ rộng để điều hòa không khí cho không gian này. Sàn nhà được sử dụng gạch granite vân mây đá giúp công trình thêm bền vững. Bên cạnh đó, màu sắc của loại gạch này còn giúp nổi bật lên sự sang trọng cho ngôi nhà. Phòng khách có thiết kế một hệ lam gỗ ngăn cách với các không gian bên trong, tạo sự kín đáo và vẫn đảm bảo được sự thông thoáng cho toàn bộ căn nhà. Trước khi đến với khu vực bếp và phòng ăn, ta sẽ đi qua một không gian đệm. Không gian này thì sẽ thông ra một sảnh phụ ở phía bên hông. Đây là một lối tiếp cận thứ hai giúp chúng ta có thể dễ dàng di chuyển vào bếp mà không cần phải đi thông qua sảnh chính. Bên cạnh đó thì sảnh phụ này còn giúp điều hòa không khí, tránh ấm mùi thức ăn cho khu vực bếp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phòng bếp và phòng ăn kết hợp, có diện tích là 25m2. Không gian này được chúng tôi bố trí một bộ bàn ăn rộng dành cho 6 người. Hệ tủ bếp vẫn thiết kế hình chữ L, một kiểu thiết kế quen thuộc trong tất cả các thiết kế của Mark Home, giúp thuận tiện cho việc sinh hoạt di chuyển trong không gian bếp. Với cách sắp đặt, bếp nấu, bồn rửa, tủ lạnh sẽ tránh yếu tố lửa và nước đối đầu nhau, mang lại vận khí tốt cho phong thủy. Trên khu vực bồn rửa cũng thiết kế một cửa sổ lớn điều hòa không khí cho căn bếp đỡ ngột ngạt nóng bức. Phía sau bếp ta có một cửa hậu ra phía sau ngôi nhà để thuận tiện cho việc sinh hoạt. Tầng 1 còn có một phòng ngủ với diện tích 12m2. Phòng ngủ này được bố trí một giường ngủ, có tắt đầu giường, bàn làm việc.
Tủ quần áo được thiết kế kịch trần, tạo một không gian rộng hơn, mang lại tính thẩm mỹ cao. Không gian này thì cũng thiết kế một cửa sổ giúp điều hòa không khí và mang lại ánh sáng cho gian phòng vào ban ngày. Phòng ngủ cũng bố trí một nhà vệ sinh riêng biệt có các thiết bị nội thất cơ bản như lavabo, bồn vệ sinh, vòi tắm sen. Một vách ngăn kính tránh nước bắn ra ngoài khi chúng ta sử dụng vòi tắm, cho sàn khô thoáng, tránh trơn trượt. Nhà vệ sinh thì cũng thiết kế một ô thoáng nhỏ phía trên tránh ám mùi khó chịu cho khu vực này. Tầng 1 còn có một nhà vệ sinh chung rộng 2,7m². Nhà vệ sinh này có thiết kế đẩy lavabo ra phía ngoài, phía trong là bồn vệ sinh và vòi tắm sen. Một vách ngăn kính tránh nước bắn khi chúng ta sử dụng vòi tắm, cho sàn khô thoáng. Nhà vệ sinh cũng thiết kế một ô thoáng nhỏ phía trên tránh ám mùi khó chịu cho khu vực này. Bước lên tầng 2, ta sẽ đi qua một hệ cầu thang được lát bằng đá kim sa mặt đen cổ trắng, không chỉ tăng thêm tính hiện đại cho ngôi nhà mà còn mang đến sự an toàn cho người sử dụng, giúp mọi người không bị bước hụt vấp ngã. Bên cạnh đó, lan can cầu thang được thiết kế với kính cường lực tay vịn gỗ, mang đến một không gian sang trọng, lịch sự cho toàn bộ khu vực này. Khu vực đầu tiên trên tầng 2 là phòng sinh hoạt chung, có diện tích là 10,5m². Không gian này thì đặt một chiếc ghế sofa cùng một bàn nhỏ. Mọi thành viên trong gia đình có thể ngồi đây quây quần, tâm sự hoặc có thể tận dụng làm nơi để đọc sách, thư giãn. Từ khu vực này cũng có một cửa ra ban công phía ngoài. Tiếp theo là phòng thờ rộng 8,5m². Ban thờ được làm bằng gỗ hương chống mối mọt tốt, mà mùi hương thơm thoang thoảng của loại gỗ này lại giúp cho mọi người khi bước vào không gian cảm thấy là khoan khoái, đúng tính chất tâm linh. Hướng ban thờ thẳng ra phía mặt tiền của ngôi nhà giúp đón tài lộc và vượng khí cho gia chủ. Ở đây chúng tôi cũng thiết kế một cửa sổ rộng đón ánh sáng, tránh âm u cho nơi thờ tự. Phòng thờ bước ra phía ngoài thì chính là một ban công lớn. Ở đây có thiết kế một hệ lam bê tông được sơn trắng, bên trên có treo các giỏ hoa tạo thành một kiềng treo, mang lại một không gian thẩm mỹ cho căn nhà. Tầng 2 được thiết kế 3 phòng ngủ, trong đó thì phòng ngủ 2 là phòng ngủ khép kín rộng 12m², có nhà vệ sinh riêng biệt với diện tích 5m². Nhà vệ sinh trong phòng ngủ này, ngoài các thiết bị cơ bản thì còn có thêm một bồn tắm để gia chủ có thể thoải mái ngâm mình thư giãn. Hai phòng ngủ không khép kín còn lại với diện tích lần lượt là 12 và 14m². Toàn bộ phong cách thiết kế cũng như nội thất trong phòng ngủ ở tầng 2 đều đồng nhất với tầng 1. Phía cuối tầng 2 là khu vực sân phơi rộng 7m², có thiết kế vòi nước và đặt sẵn một máy giặt để thuận tiện cho việc sinh hoạt. Và đó là toàn bộ phần mặt bằng công năng của công trình. Nhìn vào bản vẽ mặt đứng, ta thấy được là chiều cao của căn nhà là 10,6m, trong khi đó thì chiều cao của bậc tam cấp là 450mm, chiều cao thông thủy tầng 1 3,9m, chiều cao thông thủy tầng 2 3,6m và chiều cao mái 2,7m. Nhìn bản vẽ mặt cắt, ta thấy được độ dày của rầm, trần, sàn, các phần được đổ bê tông, phần nào nên nâng cốt, phần nào nên hạ cốt để đảm bảo có một công trình vững chắc bền bỉ với thời gian. Nhìn vào bộ hồ sơ thiết kế điện nước cho gia đình của nhà anh Đức, ta thấy được là mặt bằng chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, camera, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh, mặt bằng chống sét tiếp điện tầng 1, sơ đồ nguyên lý cấp điện, bảng thống kê vật tư thiết bị điện, mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước, sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước, bảng thống kê vật tư thiết bị nước. Một yếu tố quyết định đến sự vững chắc của ngôi nhà, đảm bảo cho ngôi nhà bền bỉ, không bị sạt lún theo thời gian, đó chính là phần móng. Nhìn vào bản hồ sơ kết cấu, ta thấy được giải pháp xử lý nền và móng là móng băng bê tông cốt thép. Giải pháp kết cấu phần thân ở công trình này sử dụng hệ khung dầm bê tông cốt thép. Kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối, tựa trên các dầm khung và dầm phụ, kết hợp đỡ cửa ngăn. Ở trong bản hồ sơ kết cấu đã thể hiện rõ các hạng mục kết cấu cho công trình của nhà anh Đức, kèm với đó là các bảng thống kê cốt thép cho từng phần, nhằm định lượng được số lượng cốt thép cần sử dụng cho toàn bộ công trình, tránh phát sinh hay dư thừa số lượng cốt thép gây tốn kém cho chủ đầu tư. Khi tiến hành xây dựng một công trình bất kỳ, thì một trong những vấn đề quan trọng được đặt lên hàng đầu, luôn được quan tâm đó chính là chi phí xây dựng công trình đó. Việc lên kế hoạch dự toán công trình, tính toán chi phí xây dựng đầy đủ và chính xác sẽ giúp cho việc xây dựng của bạn diễn ra suôn sẻ và thuận lợi nhất. Tuy nhiên thì giá thành của công trình sẽ không có một con số cụ thể mà còn tùy thuộc vào quy mô, nguyên vật liệu, thiết bị. Các khoản chi dự trù thường bao gồm chi phí trực tiếp, vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí gián tiếp, chi phí quản lý, lán trại, chắc đạc, thuế giá trị gia tăng. Chính vì vậy mà dự toán công trình sẽ là một phần không thể thiếu trong bộ hồ sơ thiết kế nhà. Và có thể thấy thì trong công trình của nhà anh Đức đã được Mắc Home của chúng tôi kê khai một cách rõ ràng, đầy đủ và minh bạch để khách hàng có thể nắm được kinh phí mà mình cần đầu tư, theo dõi được tiến độ thi công cụ thể, phân tích được chủng loại, khối lượng và giá các hạng mục để tránh phát sinh chi phí.
Trên đây là các thông tin về công trình của nhà anh Đức tại Vĩnh Phúc. Và nếu như quý vị ấn tượng với các thiết kế của Mark Home hoặc muốn Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình thì hãy nhanh chóng liên hệ tới các số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.